Chào bạn nhá, lúc nãy là mình vừa mới rửa mặt bằng máy Lumi Spa xong này, xong rồi chạy máy Galvanic rồi mình đắp cái mặt nạ. Thì bây giờ đến cái bước cuối cùng đó là dùng cái dưỡng chất tinh chất. Đây là cái máy về Azokmi. Cái máy này nó hay như thế này các bạn, có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ có một cái làn da khác nhau đấy. Thì cái này nó sẽ ở trong này, mình mở cho các bạn xem nhé. Đây đây là nó có tất cả là kem dưỡng ngày dưỡng đêm này, rồi chống nắng này, tất cả những cái này nó đây là một cái công thức nó trộn cái các loại, để có nghĩa là mỗi một người như thế này là có một cái làn da khác nhau, mỗi người chúng ta là có một cái làn da khác nhau nha các bạn. Thì cái máy này này, bây giờ cái hộp này là nó được thiết kế dành riêng cho mình. Ví dụ như cái cameraman, cái người quay camera các bạn, thì họ là một cái làn da khác thì lúc đó họ sẽ không dùng cái máy này được, hay là vợ mình là một làn da khác họ không dùng máy này được, và những người khác là cái làn da khác họ không dùng được cái máy này được. Cái máy này chỉ duy nhất được thiết kế dành riêng cho mình, và cái làn da này chỉ phù hợp với cái máy này mà thôi. Và bây giờ cách chúng ta dùng ra sao, chúng ta chỉ cần bỏ máy vô bây giờ nhé. Thì ví dụ như bây giờ đang là ban đêm thì nó là chế độ ban đêm, thì mình chỉ cần để tay vào đây và cảm biến. Rồi ví dụ như đây là số lần dùng tinh chất còn lại là còn 8 này, các bạn nhìn đấy. Đây, em quay lại gần này, thấy còn 8, nó hiện lại là còn 8 lần. Có mình là cái này một dùng đúng tròn 1 tháng thì nó hết. Thì bây giờ nó là đã dùng được là 22 lần rồi, vậy thì còn 8 lần nữa thì bây giờ nó chỉ có tinh chất nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái gương để mình xin lỗi, bởi vì bình thường mình sẽ đứng trước gương luôn nha các bạn. Mình sẽ tắm đều này. Đấy. Để về mình sẽ chấm mỗi nơi một ít để cái tinh chất này được nó thoa đều lên khuôn mặt nha các bạn. À, khi mà vuốt chúng ta cũng vuốt ngược lên thế này. Thì đối với những chị em mà da mà chúng ta bị chảy xệ đó thì nó rất là căng luôn nha các bạn. Rồi đây là cái tinh chất đấy ha, nó sẽ dùng 2 lần. Bây giờ mình bỏ tiếp 1 lần nữa nha các bạn. Lúc nãy là vừa tinh chất này nó ít rồi ha, thì bây giờ mình sẽ dùng đó là kem dưỡng da ban đêm. Thì mình đưa để tay vô 1 lần nữa. Rồi ok, kem tinh chất này. Tinh chất thì nó nhiều hơn. Đều luôn nha các bạn. Đây là kem dưỡng ban đêm. Rồi, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Đi ngủ thì sáng ngày mai da chúng ta nó sẽ đẹp, rất là đẹp luôn các bạn. Sáng ngày mai chúng ta sẽ thấy tinh chất được ok đều rồi nhá. Thì bước cuối cùng của cái quy trình chăm sóc da bên ngoài đó là dùng cái máy Azokmi này chúng ta dùng. Ok các bạn, là chúng ta sáng ngày mai mình sẽ quay một cái video cho chúng ta thấy về cái sự cải thiện làn da của mình nó rõ ràng như thế nào. Ok các bạn, và máy này thì có sáng ngày mai thì mình dùng cái của ban ngày, thì mình cũng chỉ cần tiếp tục đút tay vô là nó tự động nó chảy ra, thế là mình chăm sóc da. Và mình cài đặt được đó là thời gian nào buổi sáng, ví dụ như mình hay dậy vào lúc 5 giờ sáng thì mình sẽ cài đặt chế độ đó là 5 giờ sáng, mình sẽ chăm sóc da vào lúc 5 giờ sáng. Ok các bạn, thì đó là cái rất hay của cái máy này, nó được thiết kế dành riêng cho từng người một. Nên khi mà ai mà chúng ta mua cái máy này đó thì mình sẽ test, nó có một cái app để chúng ta test về cái làn da chúng ta, và nó tạo ra một cái công thức để chăm sóc da dành riêng cho chính bạn. Thì lúc đó cái sản phẩm đó duy nhất dành riêng cho bạn, thì lúc đó nó chăm sóc da chúng ta nó rất là hay và nó rất là đẹp. Đó, ví dụ như các bạn thấy mình là đàn ông đúng không, nhưng da nó khác biệt so với rất nhiều phụ nữ khác. Rồi, và bên cạnh đó đó là cái chăm sóc bên ngoài, nhưng để mà có thực sự về vẻ đẹp đó thì 20% nó đến từ bên ngoài và 80% ấy, nó đến từ bên trong. Thì đây chính là những cái thực phẩm bổ sung. Đó, ví dụ như ban đêm ấy, thì mình có cái lọ này. Đây là cái thải độc gan thật, nó ở cấp độ tế bào. Bởi vì một trong những yếu tố gây nên mụn này, da nó xấu, nó không được đẹp ấy,
đó là vì gan thận chúng ta nó thải độc nó không tốt, thì nó gây nên đó là da nó sần sùi, nó không có đẹp lắm. Thì mình uống viên này để nó thải độc ra đi. Rồi sau đó ban ngày thì mình uống cái này thì nó đầy đủ về dưỡng chất. Bởi vì da chúng ta khỏe đẹp khi mà nó có đầy đủ về dưỡng chất, giống như việc mà chúng ta ăn trái cây nhiều. Nhưng bây giờ trái cây nhiều thì cũng bị người ta có chất bảo quản này, thì thực tế là khi ăn đôi lúc là chúng ta bị độc nhiều hơn. Nên là mình phải dùng những thực phẩm mà bổ sung các loại vitamin, đầy đủ những khoáng chất và vitamin, thì lúc đó làm cho cơ thể mình nó khỏe từ bên trong, thì da lúc đó nó mới đẹp đó. Và một trong những yếu tố để da đẹp á, thì đó là máu huyết nó phải lưu thông. Thì máu huyết nó lưu thông á và cơ thể chúng ta khỏe, thì đó là mình có dùng thêm đó là Marine Omega 3 và Bio Ginkgo. Đó là hai cái sản phẩm này. Và kèm theo một cái sản phẩm nữa, đó chính là cái lọ Waspen này. Đó, thì đó là bốn cái sản phẩm này là mình dùng nó thường xuyên nhất, và lúc đó làn da nó rất đẹp. Mình có một cái sản phẩm khác nữa nhưng mình để ở ngoài tủ lạnh ấy, đó là sản phẩm nước gấc về G3. Đó, thì tổng tất cả đó là năm cái sản phẩm này mà chúng ta dùng ấy, bên trong thì nó rất là đẹp. Nên là nếu chúng ta có điều kiện về tài chính thì chúng ta dùng full combo thì da chúng ta nó rất đẹp, đảm bảo chắc chắn là đẹp luôn. Đó, bởi vì cái này là Linh đã đưa cho rất nhiều chị em dùng và nó rất đẹp rồi. Còn nếu điều kiện tài chính của chúng ta không tốt thì chúng ta chỉ cần dùng cái máy rửa mặt Lumi cùng với cái máy Galvanic Spa, hai cái đó thôi là da chúng ta cũng rất đẹp rồi. Ok các bạn. Rồi chúng ta chờ đợi vào sáng ngày mai để xem cái làn da chúng ta cải thiện và đẹp như thế nào các bạn nhé. Rồi xin chào.